Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghĩa Audio. Thì hôm nay thì em xin gửi tới quý vị và các bạn một cái video. Rất nhiều anh em đã quen thuộc với những cái dòng đẩy ở bên em bán như là đẩy hai kênh này, đẩy hai kênh. Đây là đẩy hai kênh hàng bãi, hàng mới đều có hết anh em nhá. Đẩy hai kênh các mã luôn. Thì nó có công suất từ 500, 600, 800, 1000 đến 1200 watt một kênh đều có hết anh em nhá. Nhưng hôm nay em làm clip này để giới thiệu cho anh em một cái lô hàng đẩy 4 kênh em nhé, 4 kênh. Vì sao lại làm 4 kênh mà không phải 2 kênh? Tại vì 4 kênh nó sử dụng nó thuận tiện hơn rất là nhiều so với 2 kênh. Nó đa năng hơn, nó đánh được nhiều loa hơn. Mà nó sử dụng được nhiều các cái chế độ và nhiều phù hợp với nhiều phòng gia đình của các anh em hơn. Đấy. Ở đây các cái mã 4 kênh thì hàng bãi thì bên em còn cái hàng của Real Sound. Đấy, đây là hàng bãi 4 kênh. Một cái hàng bãi. Con này thì Real Sound này thì có giá của nó là 4.600 này, 4.600 có giá là 6.500. Đẩy hai kênh A9 này. Thì em báo giá luôn ở đây luôn cho anh em có thể xem và có thể cân đối được mình phù hợp với con nào. Đấy, đối với con này thì nó công suất tầm 650W đến 700W một kênh nha anh em nhá. Con Real Sound này 4 kênh. 6.500, còn A9 là 4.900 này. Còn nó là con P 1400 3.900 này. Đây, A9 này, con DX 5.600, 5.200, con này hàng mới, bảo hành 2 năm này, của BK. Cái mã này là BK. DX 5.600, con này là D6.800, 40 so, con này là 5.600 ấy. Của BK luôn, con này đánh súp được luôn anh em nhé. DK 650, đấy, giá 5 triệu anh em nhé. Đấy, con 850, 5.200. Đấy. Còn DA9 này. Còn anh em đam mê những cái dòng như là mạch LA thì đây em có rất là nhiều nhá. Ở đây có con AP600 này, AP Pro này, DSP CX, con này là con CX1600, con này là mạch là LA800, 850 hết nhá. Riêng cái dòng của Altemi LA850 này đấy, tiếng rất là sướng luôn, còn là ruột rất là mới. Đây hàng bãi con ruột còn rất là mới anh em nhá. Con LA850 này giá 5.900 nhá. Có cả Martin Audio LA800. Đấy, như con này. Đấy, con này với lại con LA850 là bằng nhau, giá 5.900 anh em nhá. Còn con CX1600 này, DSP sao. 5.900 hết anh em nhá. Đấy. Có một con LA400 năm chó một kênh thì có giá là 4.500 anh em nhá. Đấy. Ok. Đấy, tiếp tục. Các mẫu vang cho anh em chơi luôn. Đây là các cái mẫu vang hàng mới anh em nhé, hàng mới này. Có PSX10 này, Aga Sound DP4000 này, PS đây là cơ lai số anh em nhé, cơ lai số PS S1 là một trong những con vang cơ lai số rất là hay. Còn đây là vang số những cái hãng như là KLD, những con này này. Có mấy chế độ ở ngoài luôn mà anh em chọn luôn để hát luôn. Đấy, như con Aga Sound đây, hàng xịn sò rồi, chín phòng hát rồi, mic A, mic B riêng biệt. Đấy. Đây là đẩy mới của CF của RX rất là nhiều anh em nhé. Tiếp theo sang phần vang, vang bãi. Rất là nhiều con vang bãi hay như là vang số V9 X5, vang số Monta 998A. Rất là nhiều anh em nhé. Ok, sang phần chính ở đây sẽ có một chồng ở đây. Đây là hàng đẩy 4 kênh anh em nhé, 4 kênh. Ở đây có một con hai kênh công suất lớn, đấy là hai kênh của con hãng Aesley này. Aesley này là của Mỹ anh em nhé. Aesley đây, hàng chính hãng, được bảo hành 24 tháng cho anh em yên tâm sử dụng. Đấy. Những con hàng như là cái mã là có cái đầu DK này, ví dụ DK18004 này. Đấy là DK thì nó là nguồn xung em nhé. Còn cái chữ cái A đầu đây là nguồn xuyến bình thường. Đấy, nguồn xuyến mà chạy class H anh em nhé. Con này là chạy class DPSC. Đấy, rất gấu luôn. Công suất con này là 1800W nhân 4 này. Rất là khủng. Con trên cùng đây, DK18004 này. Đấy, còn con này là 1800W kênh nhân 2 kênh. Đây là 18002. Đấy, rất là gấu. Con dưới cùng này. Đấy. Là con Aesley A4100. A4100 anh em nhé. À, 4100 thì nó công suất của nó là 4000W, mỗi một kênh là 1000W nhá. Đấy, em sẽ làm clip giới thiệu về con này sau. Đấy, tiếp theo đấy là sẽ là phần Bulin Sound. Bulin Sound thì có mã H4800. Đây anh em nhá, H4800 này.
MH4800 này thì nó cho ra công suất là 800W một kênh. Đấy, hàng chính hãng của Bulin Sound, được bảo hành 12 tháng. Đấy, anh em có thể thấy này, mặt rất là đẹp, thiết kế hầm hố. Và tay sách nó thiết kế vào tay sách ở mặt trước luôn anh nhé. Cái tay sách này bằng nhôm trắng, nhìn rất là đẹp luôn. Tiếp theo là bán rất là nhiều bên em rồi, đây là Martin H4800. H4800 và PS này, PSP4800 và AP-STD1000. Thì đối với hai con này thì công suất như nhau, mỗi con kênh là 1000W, 4 kênh 4000 là như nhau. Về phần giá thì nó có sự chênh lệch với nhau. Ví dụ như là PS Audio P4800 thì có giá là 8,5 triệu. Còn AP-STD1004 1004 này thì có giá của nó là 9,8 triệu. BVK-K8 Pro 7,9 triệu anh em nhé. Còn con K6 K6 này giá 7 triệu anh em nhé. Tiếp theo là dưới cùng ở đây là con đẩy đá chuyên để đánh súp cho anh em, súp kép. Các thể loại súp kép luôn, côn từ to như là côn 125, từ 250 đều chơi được hết anh em nhé. Công suất 1800W một kênh. Công nghệ của LH. Đây anh em nhé. Đấy. Thì hôm nay em sẽ quay và thử chi tiết cho anh em về một con đẩy. Đấy là con đẩy của Bulin Sound. Em thử chất âm rất là phê luôn mà giá rất hợp lý anh em nhé. Con đẩy Bulin Sound này thì công nghệ LH luôn và giá 8,5 triệu. Giá 8,5 triệu. Trong phân khúc đánh rất là tầm tiền và anh em có thể chơi trong gia đình được. Ví dụ như trong gia đình anh em sử dụng là hai cặp loa và một súp đi, thì anh em có thể đánh là và một cặp loa to thì anh em mang hai kênh, còn kênh ba anh em đánh một cặp loa nhỏ, kênh D anh em đánh súp anh em nhé. Đấy, rất là hay. Ok, và mình xin báo giá luôn lại cho anh em có thể nắm được cái giá để mình có thể nắm bắt được để mình chơi. Thì đối với những cái dòng đẩy công suất lớn như là con DK1800 này, công suất rất là lớn để sử dụng đánh những cái loa ngoài trời lớn như 40-50 hoặc súp anh em nhé, thì giá của con này giá 19 triệu anh em nhé. 19 triệu con Esli DK18004 này, 1800W một kênh nhân 4. Còn con 1800 x 1002 giá là 13 triệu anh em nhé. Còn con A4001000 này thì công suất là 4000W thì có giá là 9,5 triệu. Con đẩy Bulin Sound. Con Bulin Sound này anh em nhé, với giá là 8,5 triệu này. Còn hai con này là H4800 này thì giá 6,8 triệu anh em nhé. PS Audio P4800 giá là 8,5 triệu. Còn AP là giá 9,8 triệu anh em nhé. STD 1004 này. Nếu hai con này cũng sẽ báo giá rồi. Và con đẩy PS dưới cùng này với giá 12,5 triệu anh em nhé. Chuyên súp luôn. Đấy. Để báo giá cho anh em có thể nắm bắt được giá để mình chơi cho nó phù hợp hơn. Đấy. Ngoài ra thì bên em sẽ setup cho anh em những cái bộ dàn giá tương đối là rẻ. Với những cái cấu hình loa vừa nghe nhạc được và vừa karaoke được anh em nhé. Ok, xin chào tạm biệt quý vị và các bạn vào những video lần sau. Chào tất cả quý vị và các bạn nha. Hôm nay thì em ghép combo hai cái thiết bị này của Bulin Sound, bao gồm là một con đẩy 4 kênh và một con vang. Con vang này là con vang cũng Bulin Sound. Bulin Sound em nhé, Bulin Sound. Vang là Bulin Sound với mã là M8 và mã là H4800. Thì với combo này thì có trị giá là của nó là 11 triệu em nhé, 11 triệu. Đấy, cho anh em sở hữu một combo. Về thì anh em có thể ghép vào cặp loa ở gia đình nhà mình. Ví dụ như anh có thể sử dụng là một cặp loa, hai cặp loa, ba cặp loa, đến 4 cặp loa đều chơi được với con đẩy này anh em nhé. Và con vang này điều đặc biệt là nó có Bluetooth 5.0 này và có thêm dì vợt anh em nhé. Đây, thêm dì vợt đây. Không giống như những cái dòng vang cơ lai số khác, cái dòng vang cơ này thì nó có dì vợt anh em nhé, có dì vợt luôn và chỉnh cực kỳ dễ luôn. Đấy. Nó có 8 cái chế độ được chỉnh sẵn ở trong này luôn. Anh em có thể ấn nút mũi tên lên xuống này. Chọn chế độ để chơi rất là nhanh. Gồm có 1 delay này, 2 room, 3 echo này, 4 reverb này, 5 echo cộng reverb và 7 là stereo delay, 6 stereo room, 8 là chế độ hi. Rất là nhiều chế độ và chọn chỉnh rất nhanh. Chỉnh thêm bằng nút delay, repeat và reverb riêng ở bên ngoài đây, ABC. Tương ứng với màn hình hiển thị ABC đây. Có Bluetooth tinh chỉnh, có nút module này, có bass chung chép chỉnh ngay ở trên mặt máy này luôn. Đây.
Nút này đều làm bằng nhôm anh em nhá, nhôm các CNC rất là tỉ mỉ luôn. Đấy. Một con đẩy cực kỳ đẹp này. Với combo này thì chỉ có trị giá 11 triệu anh em nhá, gồm đẩy và van. Anh em có thể chơi thêm mic, có chơi thêm súp, chơi thêm loa, đây là tùy mỗi một anh em với một cái nhu cầu khác nhau thì mình có thể chơi và ghép vào cũng được. Đấy, thoải mái. Ok, bây giờ mình sẽ thử cho anh em về cái combo này nha anh em nhá. Lại xin mời anh em cùng theo dõi. Mãi dòng người theo sau anh đi em buồn anh.